xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một món đồ chơi nữa, đó là trứng đây nè các bạn nè, rất là món nhiều trứng ha. Còn cái này, cái con dao mình chặt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cùng chặt thôi. Đây là trứng màu vàng, chặt trước. Để nguyên cho các bạn coi trong quả trứng có cái gì. Wow, một chiếc con lò, một bịch kẹo. Wow, một dáng. Còn ngoài ra mở chiếc trứng. Ôi, trứng màu xanh đây. Bây giờ phải mở.